Nếu như bạn hỏi Ngọc là cái phương pháp kiếm tiền nào ở trên Internet mà mang tính chất bền vững nhất thì câu trả lời đó là Affiliate Marketing. Nếu như bạn hỏi tiếp tục là cái cách kiếm tiền nào ở trên Internet mà có thể tạo ra thu nhập thụ động nhất, tức là có thể tạo ra thu nhập ở ngay trong cái lúc bạn không làm việc, thậm chí là mọi người thường nói là có thể tạo được thu nhập ở ngay trong lúc ngủ, thì câu trả lời cũng chính là Affiliate Marketing. Và nếu như bạn hỏi Ngọc là Ngọc thích cái phương pháp kiếm tiền nào ở trên Internet nhất, thì câu trả lời cũng vẫn là Affiliate Marketing. Và trong 6 năm qua thì mình đã làm việc ở trên Internet, và cũng phải thú thật rằng là Affiliate Marketing là cái nguồn thu nhập mà không những mình thích nhất mà mình còn đam mê nhất, còn giỏi nhất, và cũng là tạo ra cái thu nhập lớn nhất so với những cái cách thu nhập khác. Ở trong video này thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách hiểu thế nào về Affiliate Marketing. Affiliate Marketing nó hoạt động như thế nào, và làm sao để một người mới hoàn toàn chưa biết gì có thể làm và kiếm tiền với Affiliate Marketing. Và cũng đừng quên, ở cuối cùng, khi bạn xem đến cuối cùng của video này thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí mật trong Affiliate Marketing. Đó là cái cách để các bạn tiếp cận Affiliate Marketing bằng một cái phương pháp làm sao để các bạn có một cái tư duy và cái cách làm mà nó tạo ra thu nhập bền vững nhất và thụ động nhất nhưng lại tốn ít thời gian nhất. Xin chào các bạn đã quay trở lại với ngocđếnđổi.com, và cũng đừng quên, nếu như bạn đang ở trên kênh YouTube của Ngọc thì nhấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới, sau đó nhấn vào cái nút quả chuông để đảm bảo mỗi lần Ngọc xuất bản những cái video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Thì trở lại cái nội dung của ngày hôm nay, Affiliate Marketing là gì? Thì thực ra Affiliate Marketing chúng ta còn gọi là tiếp thị liên kết, và chúng ta đơn giản chỉ cần hiểu rằng là khi mà bạn tham gia Affiliate Marketing, tức là bạn đang đi bán hàng cho một công ty hoặc là một cái cá nhân khác, tức là bạn không phải bạn bán sản phẩm của bạn mà bạn đi giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ của một người khác, nhưng thông qua cái link tiếp thị liên kết của bạn, được chưa? Đấy là một cái định nghĩa mà cơ bản rõ ràng nhất. Tuy nhiên là để chi tiết hơn thì Ngọc lấy một cái ví dụ. Ví dụ như nếu như bạn là một người làm Affiliate Marketing, là bạn lên trên Shopee chẳng hạn, và bạn muốn bán một cái sản phẩm là cái máy quay phim hay là máy chụp ảnh, thì các bạn có thể vào trong cái chuyên mục là máy chụp ảnh, sau đó bắt các bạn chọn một cái sản phẩm bất kỳ mà bạn thích. Hoặc lấy ví dụ là một cái máy chụp ảnh Canon, các bạn có thể tìm kiếm một cái máy chụp ảnh Canon. Đây là cái máy chụp ảnh Canon. Khi bạn click vào máy chụp ảnh Canon thì bạn sẽ thấy một cái đường link ở trên Shopee, và bạn chỉ việc copy cái đường link bán hàng ở trên trang Shopee, sau đấy bạn quay vào cái hệ thống chương trình tiếp thị liên kết của chính Shopee, và bạn tạo ra một cái link liên kết cho riêng bạn bằng cách là sử dụng cái hệ thống tạo link liên kết của Shopee. Bạn dán cái link mà bạn vừa copy ở trên trang Shopee vào, sau đấy bạn nhấn là lấy link để tạo ra một cái link của bạn. Thì đây chính là cái link mà bạn có thể đặt lên website của bạn này, bạn gửi cho bạn bè của bạn này, hoặc thậm chí bạn gửi thông qua email, miễn là làm sao một ai đó khi người ta nhận được cái link này, người ta thấy cái link này, người ta click vào cái link đấy, sau khi họ click vào cái link thì họ sẽ được chuyển đến chính cái trang là cái trang mà bạn đã tạo ra cái link tiếp thị liên kết, chính là cái máy chụp ảnh Canon đó. Và bây giờ họ mua cái sản phẩm này ở trên Shopee thì bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Thì đây là cái cơ bản mà là một cái ví dụ chi tiết nhất để cho bạn hiểu Affiliate Marketing nó hoạt động như thế nào, và bạn làm sao để có thể quảng bá cái sản phẩm dịch vụ của mình để kiếm tiền với Affiliate Marketing. Thì tóm lại, Affiliate Marketing tức là bạn quảng bá một cái sản phẩm, một cái dịch vụ của người khác thông qua cái link tiếp thị liên kết của bạn để nhận được một cái phần trăm hoa hồng nào đó mà chính cái đối tác, cái công ty họ quy định cho bạn. Ví dụ như là 6%, 10%, 50%, 70% tùy cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang làm tiếp thị liên kết. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là đối với một cái hoạt động làm Affiliate Marketing thì có những cái bên nào tham gia vào? Sẽ có 3 cái bên tham gia vào. Thứ nhất là chính chúng ta, là những người làm tiếp thị liên kết hay còn gọi là làm Affiliate Marketing. Thứ hai là phải có một cái công ty mà họ cung cấp cái sản phẩm cho chúng ta để chúng ta quảng bá cái sản phẩm dịch vụ đấy. Đấy là bên thứ hai. Và có một cái bên nữa, đó là thường gọi là những cái bên
trung gian kết nối với chúng ta, ví dụ như là một cái affiliate network chẳng hạn, tức là một cái công ty mà họ kết nối giữa cái người muốn bán sản phẩm với chúng ta là những người làm tiếp thị liên kết. Đây là ba cái đối tượng mà tham gia vào tiếp thị liên kết. Và các bạn thấy cái người không thể thiếu thứ tư nữa, mà phần lớn ở trong các hệ thống bán hàng đều có, đó là khách hàng. Thì khách hàng là người đóng vai trò tiêu dùng sản phẩm, còn bạn là người quảng bá sản phẩm dịch vụ. Còn một cái công ty thì cung cấp cho bạn cái sản phẩm dịch vụ thông qua một cái link liên kết nào đó của một cái mạng lưới liên kết. Thì các bạn thấy là có bốn cái đối tượng chính mà tham gia vào. Thứ nhất là công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ. Thứ hai là một cái affiliate network, là một cái đơn vị kết nối trung gian. Thứ ba là chúng ta, là những người làm tiếp thị liên kết. Và thứ tư cuối cùng là khách hàng, là những người mua sản phẩm dịch vụ. Thì đây là những cái bên mà tham gia vào trong hệ thống affiliate marketing. Vậy thì cách làm affiliate marketing như thế nào? Thì hiện nay có hai cái cách làm chính, đó là làm affiliate marketing theo kiểu là chúng ta trở thành một cái người quảng bá, cái người có uy tín trong cái lĩnh vực sản phẩm dịch vụ mà chúng ta quảng bá. Hoặc lấy ví dụ vẫn trở lại với cái máy chụp hình Canon. Nếu như đơn giản á, bạn muốn người khác tin vào bạn để mua cái sản phẩm là máy Canon của bạn, thì chắc chắn bạn phải làm sao cho khách hàng hoặc là cho cái cộng đồng hoặc cho bạn bè của bạn cảm thấy bạn là người có kinh nghiệm, có những cái đam mê, hoặc thậm chí là ít nhất họ biết rằng bạn là người am hiểu về những cái dòng sản phẩm liên quan đến máy chụp ảnh chẳng hạn, hoặc thậm chí là cụ thể là bạn là người am hiểu về cái thương hiệu máy chụp ảnh Canon. Thì đấy chính là niềm tin quyết định cái việc là họ có mua hàng của bạn hay không. Thì đây là cái cách làm thứ nhất, tức là mọi người kết nối với bạn và coi bạn như là một người có sức ảnh hưởng, có độ tin cậy, và thậm chí là họ coi bạn là một cái chuyên gia trong chính cái lĩnh vực đấy. Thì cái niềm tin là cái việc quyết định trong việc thành công làm affiliate marketing. Thì thường những cái người như vậy họ sẽ triển khai theo cái cách là họ sở hữu một cái website hoặc một cái blog cá nhân để họ chia sẻ những cái đam mê của họ, những cái kiến thức xoay quanh cái lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, và từ đó họ kết nối với những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, và họ sử dụng cái cách là bán hàng thông qua link tiếp thị liên kết để họ tạo thu nhập. Thì đây là cái cách cơ bản nhất, và đây cũng là một cái cách mà làm affiliate marketing bền vững nhất. Cái cách thứ hai ấy, là có những người họ làm affiliate marketing theo kiểu là họ chỉ cần tìm kiếm những cái sản phẩm tiềm năng, những cái dịch vụ tiềm năng, và sau đó họ sử dụng những cái mẹo, những cái chiến thuật là làm quảng cáo chẳng hạn. Ví dụ như họ tạo ra một cái trang bán hàng và họ gắn vào đó một cái link tiếp thị liên kết cho cái sản phẩm, cái dịch vụ mà họ muốn bán ở trong cái trang bán hàng đấy. Sau đó họ sử dụng những cái kỹ thuật là quảng cáo trên Facebook này, quảng cáo trên Google này, quảng cáo trên tất cả các cái mạng quảng cáo khác nữa. Mục tiêu là gì? Tức là họ bỏ tiền ra để họ thu hút người dùng, khách hàng thông qua một cái hệ thống, một cái chương trình quảng cáo nào đấy để đưa khách hàng đến trang bán hàng, và họ khi họ click vào cái link ở trong cái trang bán hàng đấy, họ mua sản phẩm thì họ cũng sẽ nhận được hoa hồng. Thì đây là cái cách làm thứ hai. Cái cách thứ nhất thì bạn thấy là dùng những cái kỹ năng, kinh nghiệm của mình để xây dựng thương hiệu, tạo ra cái niềm tin, tạo ra cộng đồng để có thể làm affiliate marketing. Cái cách thứ hai thì các bạn thấy là họ sẽ chi tiền ra, tức là họ trả tiền để mua được cái lưu lượng truy cập, để tiếp cận những cái người có nhu cầu thông qua các hệ thống quảng cáo, và họ cũng làm tiếp thị liên kết và cũng nhận được hoa hồng. Thì đây là hai cái cách. Và cái cách về cơ bản kinh nghiệm của Ngọc thấy được rằng là đối với tiếp thị liên kết, thì cái cách thứ nhất tức là xây dựng thương hiệu, xây dựng cộng đồng, và sau đó tạo ra cái uy tín, cái niềm tin ở trong cái thị trường của mình, thì cái cách đó nó bền vững hơn. Bởi vì các bạn thấy hầu hết những cái sản phẩm ở trên thị trường thì cái hoa hồng trả cho chúng ta cũng không phải là quá cao. Thường là nó sẽ từ 4% đến khoảng đến 15%, dao động trong cái mức đó. Và các bạn thấy nếu như mà chúng ta sử dụng cái hệ thống quảng cáo, thì đôi khi đối với những cái người mà không có quá nhiều kỹ năng, không có quá nhiều những cái kinh nghiệm liên quan đến quảng cáo, thì thậm chí là khi mà chúng ta bỏ ra 10 đồng để chạy quảng cáo, thì cái số tiền chúng ta thu về thậm chí còn lỗ, tức là không được đủ 10 đồng. Thì cái cách đấy thường nó chỉ dùng cho những cái người là có kinh nghiệm rất là giỏi ở trong lĩnh vực là quảng cáo
trả tiền cho quảng cáo để thu hút traffic, thu hút lưu lượng truy cập. Còn đối với tất cả chúng ta là những cái người mới, những cái người muốn làm affiliate marketing lâu dài ấy, thì Ngọc khuyên là các bạn nên tiếp cận cái cách số 1, đó là tìm một cái sản phẩm, một cái lĩnh vực nào đó mà bạn thật sự đam mê, bạn thật sự thích thú, và tìm ra những cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đấy và làm tiếp thị liên kết bằng hình thức là tạo ra nội dung ở trên website của chúng ta hoặc là ở trên kênh YouTube của chúng ta. Thì đấy cũng là cái cách để bạn có thể bắt đầu tiếp cận affiliate marketing theo một cách truyền thống nhất và bền vững nhất. Vậy thì làm sao để tìm ra các cái chương trình, những cái sản phẩm để bạn có thể làm tiếp thị liên kết, làm affiliate marketing? Thì Ngọc có thể chia sẻ cho các bạn một số cái mẹo như thế này. Thứ nhất là bạn có thể tìm trên Google bằng cách là bạn có thể sử dụng cái tên của sản phẩm, tên của công ty hoặc là một cái tên của thương hiệu nào đó mà bạn cảm thấy thích, và bạn thử xem là họ có cung cấp cái chương trình affiliate marketing cho các bạn hay không. Thì bạn sẽ sử dụng cái từ khóa là tên công ty, tên sản phẩm và cộng với lại cái từ là affiliate program. Thì ngay sau đấy bạn sẽ tìm ra được cái kết quả ở trên Google xem là cái chương trình, cái công ty đấy nó có chương trình affiliate program hay không. Đấy là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là bạn có thể sử dụng bằng cách là đến cái trang web của cái công ty đó và tìm xuống phần dưới của chân trang, thì bạn có thể tìm ra những cái chương trình là affiliating này hoặc là chương trình partner này. Thì đấy là những cái chương trình đối tác bán hàng, ở trong đấy thường là nó sẽ có quy định những cái chính sách và có thể là những công ty họ có chương trình affiliate marketing. Còn một cái cách nữa là bạn thậm chí là đối với những cái sản phẩm bạn thích, đối với những cái sản phẩm bạn dùng mà bạn cảm thấy là nó có giá trị và nó có ích cho khách hàng của bạn, những cái người trong cộng đồng của bạn, thì nếu như bạn tìm bằng cách là tìm trên Google không có và tìm ở trên trang của website cũng không có, thì thậm chí là bạn có thể gửi một cái email và hỏi họ xem họ có thể cung cấp một cái chương trình affiliate marketing hay không. Thì một số các cái công ty lớn thường là họ có chương trình affiliate marketing nhưng họ không công khai và họ chỉ dành cho những cái người là thực sự là thích thú cái sản phẩm của họ và thậm chí là những cái người có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy. Thì nếu như bạn là cái người như vậy, bạn có thể gửi một cái email để hỏi họ trực tiếp xem họ có chương trình affiliate marketing hay không. Một cái cách thứ tư nữa là bạn tận dụng các cái mạng lưới affiliate network. Đây chính là những cái mạng lưới mà ở trong đấy họ có mối quan hệ rất lớn với các cái công ty trên thị trường. Và thường là khi mà bạn truy cập vào một cái mạng lưới tiếp thị liên kết nào đó thì bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các cái sản phẩm, những cái dịch vụ của những cái công ty và bạn có thể tham gia ngay ở trong cái affiliate network này. Thì nãy giờ khi mà Ngọc chia sẻ, các bạn sẽ thấy hai cái thuật ngữ là affiliate network và affiliate program. Thì chúng ta sẽ cùng phân biệt một chút cái hai cái khái niệm này. Thì các bạn cứ tưởng tượng affiliate network là một cái công ty trung gian, như ở phần đầu video Ngọc đã nói, thì họ là đứng vai trò trung gian, họ làm việc với các công ty A, công ty B, công ty C và họ cung cấp cái chương trình tiếp thị liên kết, một cái hệ thống theo dõi cho những cái người làm tiếp thị liên kết. Thì các bạn cứ hiểu là affiliate network là một cái công ty trung gian kết nối giữa công ty muốn cung cấp chương trình tiếp thị liên kết để kết nối với cái người làm affiliate. Thì cái affiliate network nó là chính là cái người đứng ở giữa để kết nối hai cái người này. Affiliate program là gì? Affiliate program là chương trình tiếp thị liên kết. Thì khi mà nhắc đến chương trình tiếp thị liên kết thì các bạn sẽ thấy là thường những cái công ty mà họ triển khai cái chương trình tiếp thị liên kết của riêng họ thì đây được gọi là chương trình tiếp thị liên kết. Ví dụ như Shopee là một cái sàn thương mại điện tử và họ có cái chương trình tiếp thị liên kết của riêng họ. Nhưng Tiki là một cái sàn thương mại điện tử tương tự như Shopee, thế nhưng Tiki hiện nay chưa có chương trình affiliate program. Do vậy là Tiki sẽ thông qua AcceptJay chẳng hạn để cung cấp cái chương trình tiếp thị liên kết cho những cái người muốn quảng bá những cái sản phẩm ở trên Tiki. Một cái điểm nữa, một cái câu hỏi nữa mà Ngọc thường rất hay nhận được, đó là khi làm tiếp thị liên kết thì các bạn nên làm sản phẩm vật lý hay là sản phẩm số? Thì các bạn thấy khi mà chúng ta làm tiếp thị liên kết thì có hai loại sản phẩm. Thứ nhất là những sản phẩm vật lý, ví dụ như cái điện thoại này, hoặc là bất kỳ cái gì mà cầm nắm ở trên tay được thì nó là sản phẩm vật lý. Ngoài ra còn một cái loại sản phẩm nữa là những cái sản phẩm số hoặc là những cái dịch vụ, thì thường chúng ta gọi chung là sản phẩm số. Ví dụ như một cái phần mềm email marketing là sản phẩm số.
bạn muốn bán một cái cuốn sách điện tử là một sản phẩm số, còn khi bạn bán một cái cuốn sách giấy ở trên Tiki thì nó là sản phẩm vật lý, tương tự như vậy thôi. Thì thông thường kinh nghiệm của Ngọc thấy được rằng là những sản phẩm vật lý là những cái sản phẩm mà hoa hồng thấp, tức là thường là cao lắm là 15%, hoặc thậm chí thỉnh thoảng có những cái sản phẩm vật lý có thể cung cấp cái hoa hồng lên đến 30-40%, nhưng thực tế là rất ít. Còn đối với sản phẩm số có cái lợi thế là họ thường sẽ cung cấp một cái hoa hồng ở cái mức cao hơn, thường là từ 20%, và thậm chí có những cái sản phẩm tới 40-50%, và một số sản phẩm đặc biệt thậm chí có mức hoa hồng lên tới 80-90% hoặc là thậm chí 100% đối với sản phẩm số. Thì đây là hai cái điểm khác biệt, là tức là thường là mức hoa hồng nó sẽ cao hơn đối với sản phẩm số, bởi vì là sản phẩm số thì họ sẽ mất ít cái công để có thể tạo ra sản phẩm, và trong cái quá trình bán sản phẩm nó cũng tiết kiệm hơn chi phí, bởi vì là nó hạn chế được việc là vận chuyển thời gian. Do vậy sản phẩm số thường là họ sẽ chấp nhận trả cái mức hoa hồng cao hơn. Vậy thì tiếp theo là đến một cái bí mật cuối cùng mà Ngọc muốn chia sẻ với các bạn. Thì thực ra các bạn có thể bán sản phẩm vật lý hoặc sản phẩm số là tùy cái kinh nghiệm, cái khả năng, và thậm chí là tùy trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm tiếp thị liên kết. Tuy nhiên, với một kinh nghiệm làm tiếp thị liên kết 6 năm nay thì Ngọc xin chia sẻ với bạn một có thể gọi là một cái bí mật, đó là nếu như bạn thực sự muốn tạo được cái nguồn thu nhập một cách thụ động nhất thì bạn nên lựa chọn sản phẩm số. Bởi vì sao? Bởi vì đối với sản phẩm số như Ngọc đã nói ở phần trước là họ sẽ trả cho bạn một cái mức hoa hồng rất là cao. Thứ hai là thường sản phẩm số sẽ có những cái sản phẩm họ trả cho bạn cái hoa hồng dạng là recurring, hay còn gọi là trọn đời. Trọn đời là như thế nào? Ngọc lấy ví dụ, nếu như bạn bán một cái máy chụp ảnh Canon ở trên Shopee, trên Tiki thì bạn chỉ nhận được hoa hồng một lần mà thôi, là ví dụ như là 6% hoặc là 10%, chỉ nhận được duy nhất một lần. Nhưng nếu bạn bán một cái phần mềm chỉnh sửa ảnh chẳng hạn thì bạn thậm chí có thể nhận được hoa hồng rất nhiều lần. Ví dụ như lần đầu tiên bạn đưa cái khách hàng A đến mua cái phần mềm chỉnh sửa ảnh đó, và thường những cái công ty đó thì họ sẽ bán là cái gói là 1 năm, và cứ sau 1 năm thì khách hàng đấy lại phải tiếp tục gia hạn để cập nhật phần mềm chẳng hạn, thì sang năm thứ hai họ lại phải tiếp tục thanh toán một lần nữa cho năm thứ hai. Thì cái năm thứ hai khi mà khách hàng tiếp tục trả và gia hạn cái sản phẩm đấy thì bạn vẫn tiếp tục nhận được hoa hồng. Do vậy là khi mà khách hàng cứ còn sử dụng sản phẩm, còn sử dụng cái sản phẩm số đấy thì cái công ty kia sẽ còn trả cho bạn hoa hồng mãi mãi. Thì đây chính là cái bí mật khi mà chúng ta làm tiếp thị liên kết, tức là nếu như ai muốn giảm cái thời gian xuống và tăng cái thu nhập của mình lên thì nên chọn là bán sản phẩm số và đi với những cái sản phẩm mà họ chấp nhận trả hoa hồng dạng recurring, hay còn gọi là trả hoa hồng trọn đời. Thì bạn chỉ việc là tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, và nếu như cái tỷ lệ khách hàng của bạn càng tăng lên thì họ càng gia hạn qua nhiều năm, qua nhiều tháng, họ mua lặp lại nhiều lần thì bạn vẫn tiếp tục có thể nhận được hoa hồng theo nhiều năm, nhiều tháng. Và cứ khách hàng càng tăng lên thì cái số hoa hồng của bạn sẽ càng tăng lên và nó là trọn đời. Thì đây là một cái bí mật ở trong affiliate marketing mà bạn nên theo đuổi cái cách làm này nếu như bạn muốn là cái thu nhập của mình thực sự là thụ động và lâu dài bền vững. Ok, như vậy là ở video này thì Ngọc đã chia sẻ cho bạn tất cả những cái khái niệm cơ bản nhất về affiliate marketing, một số cái cách làm affiliate marketing, cái cách lựa chọn sản phẩm, hoặc thậm chí là cái cách để làm affiliate marketing nó bền vững nhất. Và ngoài ra có một cái bí mật Ngọc đã chia sẻ với các bạn, đó là lựa chọn sản phẩm số và đi với những cái sản phẩm mà họ chấp nhận trả hoa hồng theo dạng recurring, tức là trọn đời. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng là cái video này đã mang lại cái giá trị cho các bạn, và hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo.